Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ban ngành đơn vị địa phương tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, giới thiệu hai ấn phẩm mới của Tủ sách Huế và phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân, Phó trưởng ban Tôn giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thị Đình, đại diện lãnh đạo các sở ngành và đông đảo học sinh sinh viên. Để đưa văn hóa đọc phát triển lên tầm cao mới, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế cho Ngày sách Việt Nam trước đây và vẫn được diễn ra vào ngày 21 tháng 4 hàng năm. Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024, ban tổ chức phát động tuần lễ đọc sách học tập suốt đời đến với các trường tiểu học, trung học cơ sở với hình thức đăng ký các hoạt động tại thư viện như xem phim 3D, đọc sách tại phòng đọc sách thiếu nhi, tổ chức các hoạt động vui khỏe, vui học cho các em học sinh. Phát động cuộc thi vòng sơ khảo, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh và giới thiệu hai ấn phẩm mới của Tủ sách Huế là Huế Kinh đô Diệu kỳ tập 1, tập 2. Hai tập sách này tuyển tập 40 bài nghiên cứu, khảo cứu đặc sắc về văn hóa cung đình Huế của các học giả thuộc Hội Đô Thành Hiểu Cổ do Tủ sách Huế và Nhà xuất bản Thuần Hóa tổ chức biên tập, hiệu đính để nâng cao chất lượng về nội dung và có hình thức đẹp. Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc, ban tổ chức đã trưng bày khoảng 200 bản sách tài liệu viết về Huế và triển lãm 30 bức tranh thiếu nhi Huế và áo dài trong mắt trẻ thơ từ cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách do Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức. Ngoài ra còn tổ chức cuộc thi giới thiệu sách dành cho học sinh đến từ 12 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế hưởng ứng Festival Huế 2024 với chủ đề Huế đẹp và thơ.